Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi tại buổi khảo sát thực địa và nghe báo cáo xử lý việc thực hiện thu hồi vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Theo đó, thời gian qua, các sở ngành và địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu thi công trong việc đảm bảo đủ nguồn vật liệu san lấp để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Tuy nhiên, việc ban quản lý dự án Thăng Long và các liên danh đã để xảy ra sai phạm khi thực hiện dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất tại xã Xuân Hưng và Suối Cát, huyện Xuân Lộc, thực hiện ra ngoài dự án, tạo vách đứng không đúng phương án được chấp thuận là nghiêm trọng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, không để phát sinh sai phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc chỉ đạo công an huyện cùng các phòng ban chuyên môn kiểm tra hiện trạng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường đối với vị trí vi phạm tại xã Xuân Hưng. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đo đạc, xác định mức độ sai phạm, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 8.